Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang dinhdiu.vn, vnexpress.net, vov.vn và nhân dân.vn. Xử phạt gần 10.000 sản phẩm vi phạm về nhãn hàng hóa ở Thái Bình. Ngày 17 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt lô sản phẩm thiết bị vệ sinh, đồ điện, bán lề cửa vi phạm về nhãn hàng hóa. Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, sau khi thẩm tra, xác minh, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình, phối hợp đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải, mang biển kiểm soát 17J00308 do ông Hoàng Văn Tế, sinh năm 1973, trú tại xã Đồng Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là lái xe. Tại thời điểm này, trên xe vận chuyển 9.548 sản phẩm gồm phụ kiện thiết bị vệ sinh, đồ điện, bán lề cửa các loại. Toàn bộ số hàng trên xe vi phạm về nhãn hàng hóa có tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm và ban hành quyết định xử phạt với số tiền 11 triệu đồng. Nông sản Việt nhộn nhịp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Dấu mốc ngày 8 tháng 1, khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại có ý nghĩa rất lớn với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi nông sản Việt đã nhộn nhịp qua lại thị trường tỷ dân này. So với thời điểm có dịch COVID-19 thì đơn hàng của công ty đã tăng hơn rất nhiều. Nhiều đơn đặt hàng các nhà vườn để bán hết công suất, tức là khoảng 160 đến 200 tấn sầu riêng và mít mỗi ngày. Trong những năm qua, Trung Quốc đã hoàn thiện hệ thống pháp luật thông qua việc hai lần sửa đổi luật an toàn thực phẩm, đồng thời ban hành lệnh 2, 4 tháng 8, 2, 4 tháng 9 vào năm 2021 và lệnh 2, 5 tháng 9 năm 2022. Đồng thời, Trung Quốc đã liên tục tăng cường thực thi pháp luật khi chủ trương đưa hoạt động thương mại đi vào chính quy, nề nếp và tăng cường giám sát, thực hiện nghiêm các quy định. Do đó, không chỉ gia tăng giá trị xuất khẩu, chúng ta cần phải hướng đến xuất khẩu bền vững và tìm cách giữ được đối tác quan trọng này. Tin thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 17 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay 17 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao 4-7. Các tỉnh thành phố ở Trung Bộ và Nam Bộ chỉ số UV gây hại ở mức cao đến rất cao, 7-10 khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Google, Twitter, Meta đối mặt với các quy tắc nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn của EU. Google, Facebook và Twitter phải đối mặt với các quy tắc nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn của EU dựa trên số lượng người dùng khủng, hàng tháng do các công ty công bố đã vượt quá ngưỡng của EU. Các quy tắc mới được gọi là đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DS, coi các công ty có hơn 45 triệu người dùng là nền tảng trực tuyến rất lớn và tuân theo các nghĩa vụ như quản lý rủi ro và kiểm toán bên ngoài và độc lập. Các công ty này cũng được yêu cầu chia sẻ dữ liệu với chính quyền và các nhà nghiên cứu cũng như áp dụng quy tắc ứng xử. Ủy ban châu Âu đã cho phép các nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm công bố những người dùng hoạt động hàng tháng của mình cho đến ngày 17 tháng 2. Các nền tảng trực tuyến lớn có 4 tháng để tuân thủ các quy tắc hoặc có nguy cơ bị phạt. Twitter cho biết mạng xã hội này có 100,9 triệu người dùng trung bình hàng tháng ở EU, dựa trên ước tính trong 45 ngày qua. Nhiệt độ các đại dương trên thế giới tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục. Sau năm 2021 năm nóng nhất từng được ghi nhận, phần nước bề mặt dài 2.000 mét trên các đại dương đã tích tụ một lượng nhiệt lớn hơn, đủ để đun sôi khoảng 700 triệu ấm nước có dung tích 1,5 lít. Thế giới tiếp tục chứng kiến lên các mức cao kỷ lục trong bối cảnh năm 2022 là ghi chép của loài người. Đây là kết quả nghiên cứu do đội ngũ gồm 24 nhà khoa học từ 16 viện nghiên cứu chủ yếu ở Trung Quốc, Mỹ và Italia thực hiện, được đăng trên tạp chí quốc tế Advances in Atmospheric Science. Theo Chen Lijin, một trong các tác giả của nghiên cứu, đến từ Viện Vật lý Khí tượng thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, sau năm 2021 năm nóng nhất từng được ghi nhận trước đó, phần nước bề mặt dài 2.000 mét trên các đại dương đã tích tụ một lượng nhiệt lớn hơn, đủ để đun sôi khoảng 700 triệu ấm nước có dung tích 1,5 lít. Mức là chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng biến đổi khí hậu vì đây là nơi hấp thụ tới hơn 90% lượng nhiệt toàn cầu. Kể từ năm 2017, mức độ nóng lên tại các đại dương liên tục tăng lên những kỷ lục mới. Do các đại dương phản ứng chậm hơn với tình trạng ấm lên toàn cầu nên các nhà khoa học tin rằng xu hướng nhiệt độ hình thành trong lòng đại dương sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ. UAE trồng lúa mì trên sa mạc để cải thiện an ninh lương thực.
Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE đã xây dựng một trang trại rộng 400 hectare ở thị trấn Muleha của Sharjah để trồng lúa mì và sử dụng nước khử muối để tưới tiêu. Năm ngoái, chính phủ UAE đã xây dựng một trang trại rộng 400 hectare ở thị trấn Muleha của Sharjah và sử dụng nước khử muối để tưới tiêu. Trang trại Muleha dự kiến sẽ đạt sản lượng khoảng 1.600 tấn lúa mì một năm. Một bước tiến tới mục tiêu lớn hơn của quốc gia vùng vịnh sản xuất dầu này là tăng cường trồng trọt. Trang trại không sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất và hạt giống biến đổi gen. Giới chức cho biết chi phí năng lượng để sản xuất 18.000 mét khối nước khử muối dùng cho tưới tiêu mỗi ngày sẽ tăng ít hơn khi dự án mở rộng quy mô lên tới 1.400 hectare vào năm 2025 và tiến tới 1.900 hectare. Trang trại sử dụng trí tuệ nhân tạo và hình ảnh nhiệt để thu thập dữ liệu về thời tiết và thổ nhưỡng nhằm điều chỉnh tốc độ tưới và theo dõi quá trình tăng trưởng của cây trồng. Trang trại cũng bao gồm các cánh đồng thử nghiệm 35 loại lúa mì khác nhau từ khắp nơi trên thế giới trải rộng trên 2 hectare để tìm hiểu khả năng phù hợp đất và thời tiết của UAE. Thưa quý vị, Quan Lạng là một hòn đảo nhỏ thuộc vùng vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khiêm tốn khoảng 11 km vuông, nhưng đảo có nhiều bãi biển dài, cát trắng, nước xanh trong. Tương tự như Cô Tô, Quan Lạng đẹp nhất vào mùa hè, đặc biệt từ tháng 4 đến hết tháng 6 khi trời chưa quá nóng, không có bão. Mùa thu ở Quan Lạng đẹp nhưng không khí lạnh hơn, mưa khá nhiều. Nếu đi từ tháng 7 đến tháng 9, bạn hãy chú ý theo dõi dự báo thời tiết để tránh gặp mưa bão, áp thấp nhiệt đới. Đảo Quan Lạng diện tích bề ngang hẹp, không lớn nhưng lại khá dài nên sở hữu nhiều bãi biển đẹp. Bãi Quan Lạng là bãi gần cảng và gần chợ nhất. Bãi Quan Lạng vắng vẻ hơn bãi Minh Châu, cát trắng nhưng không trắng bằng các bãi khác, nước biển trong xanh, vừa sóng vừa phải. Bãi Minh Châu có bờ cát trắng mịn nhất nên luôn đông khách. Để có một tấm ảnh ưng ý trên bãi biển vắng người, bạn chỉ cần chịu khó đi thêm khoảng 1 km về phía bến cảng trụ Minh Châu. Ở tại đây có một bãi tắm quan sơ, hầu như rất ít người tắm. Bãi đất thoải, nền cứng, trong xanh nhất trong các bãi biển ở đây. Tuy nhiên, do vị trí nằm hướng gió nên đôi khi Minh Châu trở thành bãi rác bất đắc dĩ cho những vật thải từ biển đổ về. Thưa quý vị, nếu địa điểm dừng chân trong chuyến đi du lịch của bạn là đất nước New Zealand xinh đẹp, bạn hãy ghé thăm thành phố Bay of Islands, New Zealand. Đây là nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng một hệ sinh thái biển vô cùng phong phú và cuốn hút. Đến với nơi đây bạn sẽ có một chuyến đi khám phá thực sự, được nhìn ngắm những con cá voi, cá heo dễ thương hay được vi vu du ngoạn trên những con thuyền để khám phá biển cả. Tất cả đều tạo nên một điểm nhấn rất riêng dành cho nơi đây. Với rất nhiều hòn đảo xinh đẹp bao bọc xung quanh nên khi tới đây, bạn sẽ không thiếu chỗ để đi du ngoạn và ngắm cảnh. Ngoài việc thu hút du khách bởi những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Bay of Islands, New Zealand còn gây ấn tượng bởi những nét đẹp văn hóa đặc sắc của mình. Chính những điều này đã tạo nên những mảng màu văn hóa nổi bật cho thành phố này. Thành phố Bay of Islands có tới 144 đảo lớn nhỏ. Do đó, hành trình khám phá thành phố biển đảo này sẽ phải tốn của bạn rất nhiều thời gian nếu như bạn muốn khám phá hết. So với các điểm đến khác của New Zealand thì thành phố này luôn mang lại một không gian độc đáo và mới lạ hơn. Bởi bức tranh phong cảnh của Bay of Islands được ví đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Bất cứ ai khi nhìn ngắm cũng cảm thấy yêu thích và say mê. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.